bão Bebingan đổ bộ, cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại Việt Nam. Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết hiện nay đang có cơn bão Benbika đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương, dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực phía đông Trung Quốc và không ảnh hưởng đến Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường dự báo thời tiết Bắc Bộ trong 7 ngày tới chủ yếu ít mưa, ngày nắng gián đoạn. Riêng giai đoạn từ đêm 15 đến ngày 17 tháng 9, Khu vực Bắc Bộ, trong đó trọng tâm là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh và Hải Phòng có mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10 đến 30 mm trên ngày, cục bộ có mưa to trên 50 mm trên ngày. Về dự báo, cảnh báo thiên tai trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết mực nước lũ ở hạ lưu sông Hồng hiện tại đang xuống nhưng vẫn còn ở mức cao, tình trạng ngập ở vùng trũng thấp ven sông sẽ giảm dần trong những ngày tới. Trong đó, thời gian nước rút ở vùng trũng thấp ven sông Bùi thuộc huyện Trương Mỹ từ 8 đến 10 ngày, ven sông Tích khoảng 5 đến 7 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ 2 đến 4 ngày, sông Nhuệ từ 2 đến 3 ngày. Khu vực ngoài đê hạ lưu sông Hồng Thái Bình, tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, thời gian rút nước kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Đối với các vùng không chủ động tiêu thoát thì khả năng kéo dài hơn. Trong những ngày tới, khi nước lũ xuống, trên các hệ thống sông sẽ có nguy cơ gây sạt lở bờ sông, nhất là ở những nơi vừa xuất hiện đỉnh lũ cao. Đêm ngày 13 tháng 9 đã xảy ra tại sông chảy thuộc địa phận huyện Yên Bình, Yên Bái. Mặc dù hiện nay mưa đã giảm, nhiều nơi không mưa, nhưng nguy cơ xảy ra sạt lở đất vẫn ở mức cao, đặc biệt trên các sườn dốc ở khu vực miền núi phía Bắc, nhất là Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng. Thực tế đã xảy ra tại thành phố Yên Bái và các huyện Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bái trong các ngày 12 và 13 tháng 9. Từ nay đến hết tháng 9 năm 2024, trên khu vực biển Đông có khả năng xuất hiện 1 đến 2 cơn bão, khả năng tập trung vào 10 ngày cuối tháng 9 và có thể gây ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra mưa lũ dồn dập ở Trung Bộ trong thời kỳ mưa lũ tháng 10 đến tháng 11 năm 2024. Cảnh báo Hà Nội mưa lớn trở lại, nguy cơ rông lốc, ngập lụt khu vực nội thành. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có nơi mưa to. Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu vẫn đang tồn tại và phát triển gây mưa cho khu vực của thành phố Hà Nội như các quận Ba Đình, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, các huyện như Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Trương Mỹ, Hoài Đức. Trước đó tầm 3 giờ sáng ngày 16 tháng 9, nhiều khu vực ở Hà Nội mưa to xối xả kéo dài tới 5 giờ sáng, khiến các tuyến phố rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ, un tắc giao thông vào giờ cao điểm đi làm, đi học sáng. Dự báo nội thành Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục mưa to với lượng mưa dao động 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm. Đợt mưa này có thể gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến 10 đến 20 cm, một số tuyến phố nguy cơ ngập sâu 25 đến 30 cm. Nam bộ và Tây Nguyên mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối và đêm. Trong ngày và đêm 16 tháng 9, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Ngoài ra, từ sáng sớm ngày 16 tháng 9 đến đêm ngày 17 tháng 9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Khẩn trương hồi sinh làng nủ theo thông tin từ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai, ngày 15 tháng 9, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Lào Cai, đã chủ trì buổi làm việc với các chuyên gia về địa chất, hiệu trưởng trường Đại học Mỏ Địa chất cùng một số sở ngành có liên quan về việc đánh giá, thống nhất các phương án bố trí khu tái định cư làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Theo đại diện Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cùng các lãnh đạo tỉnh, chuyên gia đầu ngành đã nghiên cứu, thảo luận và đưa ra hai phương án lựa chọn khu tái định cư cho 37 hộ dân thôn Làng Nủ. Đối với phương án bố trí xây dựng tái định cư Làng Nủ, đề xuất hai phương án gồm bố trí giữa cánh đồng diện tích khoảng 3 ha. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, đây là vị trí không an toàn vì địa hình trũng thấp, hai suối chảy quanh, nguy cơ lũ quét có thể xảy ra, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phương án 2, vị trí ở đồi Sim, cách làng cũ 2 km, địa hình cao, an toàn thuận lợi cho bố trí hạ tầng giao thông, điện nước rộng rãi. Sau khi nghiên cứu thảo luận, 100% ý kiến của người dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi đến thống nhất chốt phương án xây dựng khu tái định cư tại khu vực đồi Sim, cách làng cũ khoảng 2 km. Đối với tiến độ thực hiện, ngày 16 tháng 9, các cơ quan chức năng và máy móc sẽ vào vị trí triển khai đo đạc quy hoạch, thống kê đền bù giải phóng mặt bằng và tiến hành thi công, quyết tâm hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trong quá trình triển khai xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị người dân cần tạo điều kiện, giúp đỡ cơ quan chức năng trong quá trình thi công, quyết tâm giúp hồi sinh làng nủ mới hơn, đẹp hơn. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, khu vực tái định cư này sẽ có thể bố trí cho một số hộ dân đang ở vị trí thấp, địa bàn có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét trước mắt dự kiến sẽ hỗ trợ 40 ngôi nhà cho 40 gia đình bị thiệt hại. Đến hết ngày 15 tháng 9, số người chết do lũ quét tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai là 52 người, 14 người mất tích, 87 người an toàn. Hà Nội, hơn 30.000 người vẫn phải sơ tán tránh ngập lụt. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, tính đến 19 giờ tối qua, 15 tháng 9, các quận huyện, thị xã đã sơ tán 78.747 người tránh bão lụt. Hiện lũ sông Hồng, Đà, Đuống, Rút, Hà Nội có 48.211 người trở về nơi ở cũ, trong đó quận Bắc Từ Liêm có 5.489 người, Tây Hồ có 20.963 người, Hoàn Kiếm có 4.379 người, Long Biên có 1.055 người, Hai Bà Trưng có 1.198 người. Thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội, còn khoảng 30.536 người phải sơ tán tránh ngập lụt, chưa trở về nơi ở cũ. Trong đó, huyện Trương Mỹ còn 9.052 người, huyện Mỹ Đức 7.768 người, huyện Sóc Sơn 5.636 người, huyện Ứng Hòa 4.672 người, huyện Đông Anh 1.234 người, huyện Quốc Oai 1.129 người. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các sở, ban ngành thành phố chủ động kịp thời triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai như dọn dẹp vệ sinh môi trường, chặt tỉa cây xanh gãy đổ, công tác phòng chống dịch bệnh sau bão lũ. Tiếp tục tăng cường kiểm tra hiện trường, thực hiện nghiêm công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê theo các cấp báo động, kịp thời phát hiện các sự cố và xử lý kịp thời ngay giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ. Đối với các khu dân cư ngoài bãi sông đang bị ngập lụt, nguy hiểm, tiếp tục thực hiện phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân kiên quyết di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Miền Tây nguy cơ ngập do ảnh hưởng bão Yagi Cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào cảnh báo lũ lụt khi mực nước trên sông Mekong và các nhánh chính tiếp tục dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão Yagi. Trong thông báo mới đây của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, bão Yagi gây mưa lớn, lũ trên sông Mekong, khu vực Thượng Lào và Bắc Thái Lan tăng rất nhanh. Mực nước đo tại Luang Prabang, Lào và Chiang Khan Thái Lan ngày 12 tháng 9 vượt mức cảnh báo lũ, lũ trên khu vực Campuchia đang ở mức thấp, song có thể tăng cao ở tuần tới do nước thượng nguồn đổ về. Tại Việt Nam, mực nước đo tại Tân Châu và Châu Đốc đang thấp, nhưng tuần tới dự báo lượng mưa tại các tỉnh miền Tây tăng cao, phổ biến 20 đến 60 mm, một số nơi trên 60 mm. Ngoài ra, chiều cường ở miền Tây Xu thế tăng, đạt mức cao nhất đợt này từ 19 đến 21 tháng 9. Mực nước đo tại trạm Tân Châu là 3 đến 3,2 m cao hơn năm 2023 từ 0,07 đến 0,27 m. chạm Châu Đốc ở mức 2,8 đến 3 m, xấp xỉ mức báo động 1. Với những yếu tố trên, cùng với diễn biến lũ ở thượng nguồn đổ về, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam cảnh báo tuần tới, từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9 xảy ra nguy cơ ngập úng ở những khu vực địa hình trũng thấp ven biển như Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.